trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Cha ơi, bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Chất ngất bao tình mến, Chúa vẫn luôn ngày đêm, dù thương không bến bờ. Xin dâng Cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng mẹ thương con như vầng trăng tình mẹ yêu mến như là mặt trẻ thơ thương con thao thức bao đêm trường con đài yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội réo cho mưa gió không quàng thân gầy mẹ hiền một sương hai nắng cho bạc hai đầu buồn phiền ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến quảng thân gầy mẹ hiền một sương hai nắng cho bạc mái đau buồn phiền ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến tình mẹ suốt đời.
Chúa ở bên cõi bên kia mà đang sống,
linh hồn bà vẫn đang sống và bà vẫn quan tâm chăm sóc tôi cũng như giáo xứ như con cháu. Chúng ta chỉ chia tay không nói năng được với nhau và thân xác tạm đây thôi, nhưng mà linh hồn của bà bắt đầu sống ở cuộc sống đằng sau. Cho nên chúng ta tin tưởng và này cầu nguyện cho bà, cũng như là tôi xin bà cũng cầu nguyện cho tôi lúc bà còn sống và thương tôi thế nào, thương từ bữa ăn sáng của tôi cho đến tất cả gia đình, những người thân quen, những người trong hội. Bà cầu nguyện cho chúng tôi như lúc bà sống và con thân, để chúng tôi rất thương nhớ bà. Chúng ta nhân lời cầu nguyện lạy Chúa, Chúa đang nhận lời cầu khẩn chân thành và Chúa biết ra những điều chúng con thầm mong ước. Chúng con cầu xin Chúa thương đến lời tri ân chúng con mới lìa bỏ trần gian. Tôi khi linh hồn Maria được sống bên Chúa, được vui hưởng bình an với tất cả những ai Chúa đã gọi vào nước trời, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tiếp thư của Thánh Phaolô Công Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, lòng trông cậy không làm cho chúng ta phải hổ thẹn, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Ngài đã ban cho chúng ta. Ngay khi chúng ta còn yếu đuối, theo kỳ hẹn, Đức Kitô đã chịu chết cho những người bất chính. Ít có ai chết thay cho người công chính, họa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, nghĩa là ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính trong máu của Người, thì nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Thật vậy, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của con Ngài, thì khi đã được giao hòa, hẳn chúng ta càng được cứu độ hơn nữa trong sự sống của chính Đức Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta nhận lãnh ơn giao hòa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Thật là một cuộc nhớ thương đối với tôi, rất thương nhớ bà, vui chi những người con thịt càng thương nhớ biết chừng nào và tha ơn. Thế là Tết này tôi muốn về nhà chúc tuổi bà được, nhưng mà bà đã mừng tuổi tôi mà còn may rồi. Tự nhiên có điểm hay sao mà thứ ba bà đi học và nghe tôi thì nhã, thì ngày hôm sau bà lại sai cô bé đi cũng đi về nhà đây đem tiền mừng tuổi ra cho tôi. Chúng ta có một cái điều để chia tay nhau Tết này rồi, chứ còn khi Tết tôi ra chúc tuổi bà cho bà một tuổi để thôi nhớ thương, không còn một chuyện trò gặp gỡ nhau. Nhưng mà chắc chắn linh hồn bà siêu thoát, bởi vì bà đã từng tâm sự với tôi. Bà theo Đức Mẹ, Đức Mẹ cho bà nhiều lắm, bà nghe với tôi thì Chúa Nhật bà vẫn rất lễ. Cho nên dù có lệnh uy tín chính giáo hay không quan trọng, bà đã vẫn đẹp nghĩa của Chúa, hướng Chúa tôi chỉ cần để xin Chúa thương linh hồn bà. Như lúc sống Chúa đã thương, Đức Mẹ đã thương, thì xin cho mà bây giờ càng được sống hạnh phúc thì thoát khỏi trần gian này, không phải đi hoàn mỹ mỗi tuần mỗi tháng nữa, mà bà không còn đau đớn thể xác, thì nên còn bà hạnh phúc và cầu nguyện cho chúng con nhá, cho gia đình, cho tất cả. Lòng tự trọng của chúng ta không thể nào bị khổ thêm, như anh Paulo vừa nói, chẳng có lẽ thương và nhập lời. Và lúc sống tôi đã thương và gặp lòng bà rất nhiều và khoe với con người và nguyện. Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn khoe dân cho Chúa và Maria của chúng con đây. Khi
còn sống trong cuộc đời chúng con này, bà Maria con chúng con đã được luôn luôn hết lòng yêu thương. Giờ đây xin Chúa chuyển cho linh hồn Maria mà Chúa đã cho thoát khỏi mọi sự dữ được vào nơi an nghỉ muôn đời. Vậy chúng con cầu xin lòng nhân từ Chúa cho tôi tới Chúa, sau khi ra khỏi mọi sự dữ được vào thiên đàng, nơi không còn phải khóc lóc, than vang và đau khổ nữa, nhưng được hưởng bình an và an lạc cùng với con Chúa và Chúa đến tận thế muôn đời. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ con chết và ban ơn cứu độ cho kẻ sống như người đã qua đời. Chúng ta cầu xin Chúa cho người con cố là bà Maria nhờ biết tích lớn tôi đã tiếp nhận mầm sống quanh cứu được hợp đoàn cùng các thanh trên chốn đời đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho bà Maria đã răng nước mình máu lên Chúa Kitô là bánh ẩm sống. Qua nguyên tích thanh lễ ở ngày được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.